la 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 la. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Quang. Ở đâu có cái ở đây chứ gì cả. Thế tại sao hôm qua mày để nó đánh tao mà mày không cản? Tôi biết nó quýnh bà khi nào mày vô tôi cản. Mày thấy cái miệng con vợ mày hổn kiểu đó thì biết trước sau thì nó cũng bị tán thôi. Ba phải nghĩ cho con bù tọt chứ, nó đâu sống trong môi trường này được. Cái môi trường này có cái vấn đề gì mà không được? Thằng chó! Quý lợi! Ăn nhậu tối ngày, bạn mày là đồ chó! Nhất số mà chảnh không chịu nổi à. Phải theo anh mày, cái cửa nghề của mày tao thấy nó lông bông quá. Nửa hút cứ ăn làm gì? Hồi nãy bác hai mới tuổi ba, còn suối, ba bán cái nhà lại đi. Nó nặng rồi lắm. Cái tao nói có gì không đúng, cái đây rõ có phải là cái loại mà có cha sinh mà không có mẹ dạy không? Đừng thái độ đó với tao. Nhà mới ăn cơm mà mày. Mày coi thường tao hả Quang? Ba San! Ba San! Tao hỏi ai vậy? Má nó chứ ai. Đồ vô trách nhiệm. Mấy năm qua cô ở đâu mà bây giờ vậy rồi? Bà chỉ quan tâm đến mong muốn của bà. Bà không bao giờ bà quan tâm tới cảm xúc của những người ở đây. Bây giờ bà dạy tao luôn cái cách yêu thương ai hả? Tao muốn yêu mà kệ tao chứ. Bà nói lý lẽ giùm được không? Con thương ba mà ba nói hỏi như con là mất dạ vậy. Con có thương ba không? Con ghét ba. Vì sao cha ơi, chẳng kể con nghe điều cha tiếc nuối từ lâu chôn giấu. Khi đã phải quên đam mê đời mình, để con no ấm cha chật vật mưu sinh. Vượt qua sóng gió, lời cha sống vui, mở rộng tim con bao dung như. Tôi đã nói với ba rồi, mỗi người một cuộc sống. Sao cha không ở cùng con lâu hơn? Ba nó mà nó còn đuổi mình là cái nghĩa địa gì?